Xin chào tất cả các bạn, lâu lắm rồi mình không làm một cái video liên quan đến motor không chổi than. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video liên quan đến những cái motor không chổi than. Theo yêu cầu của một số bạn có gửi cho mình là cái motor như thế này mà khi các bạn đó cấp nguồn điện thì nó không hoạt động. Thì cái con motor như thế này thì nó sẽ không có một cái mã số gì cả nên các bạn không thể tra ra được cái sơ đồ chân của nó. Thì uh, các bạn có gửi thông tin cho mình thì hôm nay mình sẽ làm cái video để chia sẻ các bạn cách đầu nối và cách uh, khởi động cái motor này cho nó hoạt động Thì ở uh, trên cái motor này nó sẽ có rất nhiều uh, các uh, ký hiệu ở trên cái motor này Thì uh, để cho cái motor này hoạt động ý, thì uh, các bạn sẽ cần phải một uh, cái mạch sung để cho nó kích hoạt để cho nó hoạt động nha các bạn Và mình sẽ làm thêm một cái motor có một dạng ký hiệu nạ như thế này nữa Đây nha các bạn nó cũng là một dạng motor không chổi than như thế này nhưng mà nó sẽ có ký hiệu khác so với một cái motor ban đầu thì những cái motor như thế này thì nó đều hoạt động dựa trên một cái mạch xung điều khiển của nó thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đầu nối những cái motor như thế này cho hoạt động nhé để hoạt động thì chúng ta cần được một cái mạch điều khiển xung điện ở đây mình có phát triển một cái mạch điều khiển xung ở đây mình có hàn ba cái dây và một cái đầu dây ra là đầu dây cấp sung điện cho nó để cho nó hoạt động ở đây là các nỗ chức năng khác ở trên cái mạch này mình đang phát triển thì mình hướng dẫn các bạn cách đầu nối nhá trước tiên thì mình sẽ vẽ cho các bạn một cái sơ đồ để các bạn kết nối với lại cái motor này ở trên này tại vì nó có rất là nhiều ký hiệu các bạn ạ nếu mà chúng ta không vẽ sơ đồ thì các bạn sẽ không hiểu được. Đây là cái uh, sơ đồ đầu nối mình đã vẽ theo ký hiệu ở bên trên. Thì các bạn sẽ cấp nguồn điện uh, từ 15 cho tới 24V và là chân 24V. Ở đây sẽ có ký hiệu, hiệu là GND thì chúng ta sẽ cấp mát. Ở đây sẽ có các chân như BGAKE SS ở đây. Thì các bạn sẽ nối chung lại uh, với lại cái chân GND nhé. Còn cái uh, chân CNK này thì các bạn sẽ nối với cái mạch cấp sung cho nó thì nó sẽ hoạt động cái chân CW này là cái chân để chúng ta điều chỉnh cho motor xoay sang bên phải tức là chân đảo chiều của motor nhé thì với cái motor này nó sẽ hoạt động ở cái giải điện áp là 15 cho tới 24v cái dòng motor này nó như vậy các bạn ạ bây giờ mình sẽ lấy một cái rắc cắm của nó nhé và mình sẽ cắm và mình nối cho các bạn xem nữa mình sẽ giải thích kỹ cho các bạn hơn nữa về một cái loại motor khác nó cũng kiểu kiểu tương tự chân như thế này đây là cái rắc cắm mình đã kết nối với lại cái nguồn mạch kích sung cho nó mà mình đã tự phát triển đây là cái rắc cắm của nó mình đã nối theo sơ đồ mình đã vẽ ra giấy cho các bạn thấy rồi đó, đó thì những cái chân đó chúng ta sẽ kết nối với lại chân mát gần ở đây nối chung nha các bạn còn hai chân đầu tiên kia thì chúng ta sẽ nối với lại nguồn từ 15 trở tới 24V thể vì motor này hoạt động dài uh, điện áp như vậy và chân này là chân cấp uh, mạch uh, sung cho nó và chân đấy uh, nguồn sung từ con IC kia ra ngoài rồi bây giờ mình sẽ cắm thử và mình sẽ cấp nguồn cho bạn xem liệu nó có hoạt động hay không nhé và mình sẽ giới thiệu luôn các bạn một cái loại motor khác cũng ký hiệu như thế nhưng mà nó khác Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình cấp nguồn nhé sau khi mình đã cắm cái rác cắm xong rồi sau khi mình cấp nguồn xong thì các bạn có thể nhìn thấy motor quay rất là tít luôn các bạn thì ở cái chiếc áp này thì mình có thiết kế ở đây để cho nó điều chỉnh cái độ rộng sung của nó ra để cho nó quay chậm hơn một chút khi mình vặn cái chiếc áp này thì cái sung của nó nó rộng ra các bạn thì nó sẽ quay chậm và khi mình vặn tăng cái chiếc áp này lên thì cái sung nó nhỏ lại thì nó sẽ tăng tốc độ lên là cái motor này nó quay nhanh hơn nó giống như kiểu là một cái điều chỉnh tốc độ vậy đấy cái motor này thì nó lại như vậy rồi bây giờ mình sẽ dán thêm cái miếng giấy này vào đây nha để cho các bạn nhìn thấy rõ motor nó hoạt động như thế nào coi như là một cái ký hiệu để cho các bạn nhìn thôi mình sẽ cấp nguồn điện nhé đó các bạn có thể nhìn thấy cái motor này hoạt động rất là êm và trơn tru sau khi mình đã đầu nối thì một số loại motor như thế này thường thường nó hay sử dụng cái mạch sung để điều khiển cho nó thì nó mới hoạt động các bạn với lại cái motor loại như thế này ấy, thì nó lại sử dụng điện áp từ 15 cho tới 24V nếu các bạn cấp điện 12V thì nó sẽ không chặn cái loại motor này kiểu kiểu như này nó lại như vậy đấy rồi à, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đầu nối một cái loại motor khác nó có ký hiệu nạ hơn cái motor này rất là nhiều. Giờ mình sẽ rút rắc ra nhé và kết nối với cái motor khác nhé và mình sẽ chỉ rõ ràng cho các bạn xem đối với một cái loại motor khác không có ký hiệu à, như mình vẽ sơ đồ thì nó sẽ được kết nối như thế nào. Đây là cái motor khác, cái motor này thì nó lại chạy điện giải, điện áp rộng hơn, điện áp từ 11 cho tới 24V rất là rộng luôn các bạn thì ở đây sẽ có ký hiệu là dương 24V thì các bạn sẽ cấp nguồn điện từ 12 cho tới 24V vào cái chân này đấy còn cái chân GND này thì chúng ta sẽ cấp nguồn điện mát cho nó tại đây nó sẽ có chữ GND và ở đây các bạn sẽ nhìn thấy thêm có ký hiệu sau các bạn cần đầu nối chung này có chữ là BRAKE NCSS Ready bốn cái chân này các bạn sẽ nối chung lại với cái chân GND nhá. Đấy. Còn lại cái chữ uh, CNOK kia thì các bạn sẽ cấp uh, sung cho nó. Đây nha, cái chữ CNOK này này, đấy, CNOCK này, này. Thì các bạn sẽ cấp uh, một cái mạch sung cho nó. Còn cái chân này là chân đảo chiều. Đấy. Còn đối với cái loại mạch sung như thế này thì uh, các bạn sẽ có thể sử dụng cái loại mạch sung NE555 ở trên thị trường có bán sẵn. Đấy. Còn ở đây thì mình cũng phát triển cái mạch sung NE55 do mình phát triển riêng thì Mình sẽ đấu nối đúng như cái uh, motor kia thôi, cũng không khác gì nhau cả, nó chỉ khác nhau ký hiệu một tí thôi Đấy. Rồi mình sẽ cấp nguồn điện nha Đấy, nó đã hoạt động rất là bình thường luôn Mình sẽ điều chỉnh cái độ này cho nó rộng cái sung ra thì nó sẽ quay chậm lại Đấy. Cái sung nó rộng ra các bạn thì nó sẽ làm cho độ uh, tốc độ quay chậm xuống cái chiếc áp này mình thiết kế ra nhằm mục đích là điều chỉnh cho cái độ động sung để cho nó quay chậm giống như kiểu điều chỉnh tốc độ thôi các bạn đấy nó như thế này với cái mạch này thì nó hoạt động theo cơ chế là điều áp sung điều khiển cho cái motor này tại vì cái motor này nó hay sử dụng cái điện áp sung điều khiển cho nó thì nó mới hoạt động nó sẽ chạy ở giải tầm khoảng từ 800 cho tới 2 kHz tùy theo motor nhưng bạn có loại nó lại chạy như thế Đấy. Cái mạch sung này thì các bạn nhớ là các bạn có thể uh, mua ở trên thị trường cũng rất là sẵn những cái mạch sung mà người ta bán. Mạch sung NE555. Còn nếu không thích thì các bạn có thể mua những cái mạch sung mà người ta đã phát triển sẵn cho các bạn. Cũng được các bạn ạ. Bây giờ thì uh, mình uh, sẽ chia sẻ các bạn cách uh, để chúng ta có thể uh, đầu nối để cho nó xoay chiều được động cơ nhé thì tại cái chân CW này các bạn sẽ nối vào mát thì nó sẽ quay sang bên phải còn nhả ra thì nó sẽ tự động quay sang bên trái cái chân CW ở ngoài cùng này, này các bạn này đấy, thì các bạn sẽ nối vào mát tức là GND thì nó sẽ tự động nó xoay sang bên phải còn nếu mà các bạn nhả cái dây này ra thì nó sẽ tự động xoay sang bên trái và bây giờ mình sẽ cấp nguồn điện cho các bạn xem nhé đây hiện tại đang xoay bên trái này và mình sẽ nối cái dây này vào này đấy nối dây vào thì nó sẽ xoay, xoay sang bên phải luôn. đấy, cái dây đấy là dây đổi chiều uh, của động cơ, tức là nó sẽ đổi hướng xoay, xoay trái hoặc xoay phải. muốn xoay phải thì uh, nối cái dây đó vào thì nó sẽ xoay phải. còn nhả cái dây đấy ra thì nó xoay trái. Đấy. cái motor này thì uh, nó có một cái chân rất là hay của nó đó chính là chân đổi chiều động cơ. Đấy. tuy là cái giải điện áp của nó, giải điện áp của nó chạy hơi cao từ 15 cho tới 24 nhưng mà có một số loại motor nó lại chạy được giải từ 11 cho tới 24 cũng một cái dạng motor hình hình như thế này cũng kiểu dài như thế này thì nó có thể chạy được các giải điện áp khác nhau. Đây, mình sẽ chập vào này, đấy chập vào thì nó lại xoay sang phải, nhả ra lại xoay sang trái rất là hay các bạn. ạ Các bạn có thể tùy biến được cái motor này và các bạn chế những cái quạt à, sử dụng một nguồn điện là một chiều từ ắc quy hoặc là năng lượng mặt trời rất là thích hợp. thì cái motor này thì sau một thời gian tới thì mình sẽ phát triển mình sẽ tháo ra mình đóng chụp quạt vào và mình chế quạt là 12v hoặc là quạt 18v, 24v để chạy năng lượng mặt trời nha các bạn. nó rất là phổ biến luôn. Với video ngày hôm nay thì mình chỉ hướng dẫn các bạn cách đấu nối thôi và với một cái mạch sung thôi các bạn. Cái motor kiểu dáng như thế này hiện tại đang sử dụng điện áp từ 15 cho tới 24V. Nếu mà các bạn muốn sử dụng điện 12V thì các bạn sẽ mua thêm một cái mạch tăng điện áp. Các bạn tăng lên từ khoảng từ 12 cho tới 16V là cái motor này hoạt động rất ổn định rồi các bạn ạ. cái mạch motor này thì nó lại chạy điện giải điện áp hơi cao. Nếu mà các bạn cần sử dụng điện 12 thì các bạn cần chế thêm mạch tăng điện áp nhé. Rồi video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn thấy video của mình hay thì các bạn like và chia sẻ cho bạn bè và đừng quên nhấn subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình nhé xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sắp tới bye bye